làm giàu không khó nâng đẳng cấp đầu tư bạn nên biết trước khi đến với video đầu tiên của năm nay tôi muốn chúc bạn và gia đình một năm mới phát đạt và thịnh vượng rất nhiều người tôi gặp kể rằng họ là nhà đầu tư và rằng họ có thu nhập cao nhưng không phải tất cả các nhà đầu tư đều cùng một đẳng cấp nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư bất động sản thành công bạn thực sự cần hiểu năm cấp độ đầu tư đây là mô hình mà tôi đã thiết kế để giải thích cách hầu hết các nhà đầu tư tiến bộ trên con đường đạt được tự do tài chính của họ. Điều này không liên quan gì đến mức thu nhập của bạn, mà nó liên quan rất nhiều đến sự am hiểu tài chính của bạn. Nếu bạn muốn nâng đẳng cấp đầu tư, bạn sẽ phải hiểu bạn đang ở cấp độ nào và bạn phải làm gì để lên cấp độ tiếp theo. Sau tập hôm nay, bạn sẽ hiểu thêm về các cấp độ và bạn còn thiếu những gì để tăng cấp. Cấp độ 5. Kiếm đồng nào, sao đồng nó những người cấp độ thấp nhất này thường không có tiết kiệm bởi vì họ sống bằng tiền lương và đi vay họ không có ý thức tiết kiệm chi tiêu và nhầm lẫn giữa tiêu sản và tài sản nhiều người có thói quen sống dù nghèo nhưng vẫn phải tỏ ra mình sang chảnh giàu có vật chất đủ đầy thói quen sống này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng mới nhận lương nhưng đã hết phải đi vay nợ ngay lập tức không có gì sai khi tiêu xài vào sở thích cá nhân khi còn trẻ bạn có thể sống mà không cần nhiều tiền nhưng khi về già bạn không thể sống mà thiếu tiền được. Nếu bạn thuộc cấp độ này, tôi mong bạn hãy chú ý nhiều hơn về kiến thức tài chính của mình. Cấp độ 4, người tiết kiệm. Với những người này, nhà của họ là khoản đầu tư lớn nhất. Họ tiết kiệm tiền, nhưng họ để dành để tiêu sau chứ không phải để đầu tư. Những người tiết kiệm thường không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào với số tiền của họ và sợ các vấn đề liên quan đến rủi ro tài chính. Mục tiêu của họ là tiết kiệm, chỉ để không nghèo. Nếu bạn thuộc tốc này thì cũng đừng buồn vì chỉ tiết kiệm thì không thể giàu. Nhưng muốn giàu thì phải tiết kiệm. Có bột mới gột nên hổ. Nhưng khi tiết kiệm và có vốn, có tài chính thì nên đầu tư khi có khả năng. Cấp 3 Nhà đầu tư thụ động Những người ở cấp độ 3 nhận thức được sự cần thiết phải đầu tư để phát triển sự giàu có. Tuy nhiên, họ không hiểu các quy tắc của tiền bạc và có những ý tưởng lỗi thời về tài chính điều này có thể khiến họ dễ dàng trở thành con mồi cho các dự án làm giàu không thực tế với vỏ bọc hào nhoáng. Ví dụ, như đầu tư vào các chung cư, mua 5 nhà trong 5 năm, đầu tư bất động sản tại các khu nghỉ dưỡng, kiếm tiền thụ động là thuật ngữ được không ít người quan tâm. Khi muốn làm chủ tài chính, nâng cao mức sống của mình nhưng bạn nên nhớ kiếm tiền thụ động không đồng nghĩa với việc bạn không làm việc mà vẫn có tiền. Đây là cả quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm để tạo ra thu nhập. Phải tích tụ lâu dài thì mới có được tài sản, cái gì đến nhanh cũng sẽ ra đi nhanh chóng. Cấp độ 2, nhà đầu tư năng động. Những người cấp độ này tích cực tham gia vào quyết định đầu tư của họ và chịu trách nhiệm về tương lai tài chính của mình. Họ tập trung chủ yếu vào việc phát triển tài sản của mình. Các nhà đầu tư tích cực hiểu rằng họ không thể tự mình làm tất cả, vì vậy họ hình thành mạng lưới các cố vấn chuyên nghiệp và đồng nghiệp hoặc tham gia các nhóm có cùng chỉ hướng những người này thậm chí có thu nhập hàng ngày không cao, nhưng sau nhiều năm chăm chỉ vay vốn ngân hàng để đầu tư, họ thường có khối tài sản lớn với lợi nhuận gấp nhiều lần lương đi làm của họ. Cấp độ 1: Nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người ở cấp độ chuyên nghiệp xây dựng và quản lý hoạt động kinh doanh đầu tư của riêng mình. Họ có sở hữu tài sản đủ lớn để tạo ra thu nhập thụ động đủ để chi trả cho lối sống của họ và họ liên tục phát triển quỹ đầu tư của mình. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp gần như không có sở hữu gì trên tên của họ nhưng họ giữ quyền kiểm soát các khoản đầu tư của họ và thuê các chuyên gia để giúp họ vận hành các quỹ đầu tư này. Những người này luôn có tầm nhìn xa về các dự án của mình, họ thường không quan tâm đến các đợt sóng bất động sản mà thường đầu tư vào giá trị cốt lõi của các dự án. Cấp độ cao nhất, nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giống như cấp độ 1 nhưng hơn thế nữa, những nhà đầu tư này hiểu và nắm bắt được thị trường họ luôn có những dự án đòi hỏi kinh phí rất lớn, khác với cấp độ 1. Để thực hiện được các dự án này, ngoài việc biết cách dùng vốn nội lực hiệu quả để sinh lời, họ còn biết cách huy động vốn của những nhà đầu tư khác để bứt phá và thâu tóm thị trường. Hãy tưởng tượng tới Time City Hà Nội hay One Central Sài Gòn. Việc sử dụng tiền của người khác để đầu tư giúp họ giảm tối thiểu rủi ro mất vốn nội lực khi dự án không thành công nhưng thu lời gấp nhiều lần khi đầu tư sinh lãi. Vậy hiện nay, bạn nằm ở đâu trong các cấp độ của các nhà đầu tư? Không phải ai cũng lên được cấp độ 3 và trên thực tế, rất ít người đạt được trên mức đó. Nhưng bạn có thể, một khi bạn hiểu tại sao người giàu tiếp tục giàu hơn. Tôi mong bạn sau video này sẽ hiểu rằng không phải bạn cứ có thu nhập cao là sẽ có một khối tài sản lớn. Bạn có thể là một người có thu nhập thấp khi nói đến công việc hàng ngày của mình nhưng vẫn là một nhà đầu tư cấp cao và có sự đảm bảo về tài chính khi bạn biết cách đầu tư. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần tư vấn thêm, đừng ngại comment vì chúng tôi luôn luôn đọc phản hồi và hãy đăng ký vào kênh tin nhờ Úc và nhớ nhấn vào biểu tượng chuông để được thông báo những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Úc.